Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay, mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi toàn bộ trận chiến giữa quân cách mạng và chính quyền thế giới diễn ra trên thánh địa Majin Joy nhé. Cứ 4 năm một lần, hội nghị Zivori sẽ được diễn ra tại trung tâm thế giới, miền đất thánh Majin Joy. Với sự tham gia của hơn 50 quốc gia liên minh chính phủ nhằm bàn luận những vấn đề toàn cầu đang diễn ra. Họ cùng nhau lập kế hoạch hướng dẫn cho những năm tới. Lúc này, con tàu của vương quốc Alabasta đã bắt đầu ra khơi. Vivi tỏ ra thích thú vì lâu lắm rồi cô mới hít thở gió biển. Mặc dù đang bị bệnh nặng nhưng quốc vương quốc gia vẫn cố gắng tham gia hội nghị. Kể từ ngày gặp Robin, có rất nhiều chuyện ông muốn hỏi chính quyền thế giới. Lần này, người hộ tống vương quốc Alabasta là thiếu tướng Hina. Cô nàng đảm bảo với cấp trên rằng mình sẽ hộ tống họ đến Majin Joy an toàn. Song song với đó, tại vương quốc Jiugu thuộc đảo Người Cá, quốc vương Neptune cùng các hoàng tử đang tạm biệt thần dân để tiến lên mặt đất tham dự hội nghị. Đức vua không quá bất ngờ khi Zimbay quyết định gia nhập vào băng mũ Rơm và hợp lực với họ đối đầu Big Mom. Vì lý do đó, quốc gia này buộc phải tuyên bố với cả thế giới rằng đảo Người Cá đang được bảo hộ bởi băng hải tặc mũ Rơm. Nhìn thấy cha và các hoàng huynh sắp khởi hành, Shizahoshi cũng muốn được đi theo. Như vậy thì cô bé sẽ không bị Luffy chê cười là yếu đuối nữa. Vua Neptune đã chờ đợi điều này từ rất lâu nên đã đồng ý luôn. Mặt khác, trên đường tiến tới hội nghị Zivori, con tàu của vương quốc Lulusia đã bị phục kích và công chúa Komane đã bị bắt cóc. Cùng lúc đó, quốc vương của The Zosa và Froden cũng đang đi cùng nhau tới thánh địa. Rebecca và Leo tỏ ra vô cùng phấn khích trước tin tức của Luffy. Cậu ta quả thực quá là tuyệt vời. Tuy nhiên khi bước vào vùng đất thánh họ phải giữ kín bí mật quen biết với Kulu. Băng hải tặc bắt cóc công chúa Komane cũng đang có ý định tấn công tàu của hai vương quốc này. Mục đích của chúng là bắt cóc công chúa Viola để đòi lấy tiền chuộc. Ngay sau đó, bọn hải tặc này đã bắn ngư lôi để tấn công. Một người lính đã phát hiện ra điều đó và tức tốc di rời quả bom trước khi nó kịp nổ tung. Đó chính là đại tá Kobe thuộc hải quân sở. Dựa vào Haki quan sát, anh chàng này đã phát hiện ra được địch và tới ứng cứu kịp thời. Ở đằng sau, Helmeppo đã dọn dẹp đám tàn dư và cứu được công chúa Komane. Kizot cảm thấy Kobe là một chàng trai tốt bụng đúng như lời đồn, và liên tục dành lời khen cho Kobe. Điều này làm báo hồng khá ngại ngùng không dám nhận. Sau đó, Kobe đã nhận ra việc Luffy đang xuất hiện trên mọi mặt báo. Cậu ta bật khóc xúc động khi đọc những gì mà Luffy đã làm tại lãnh địa của Big Mom. Mỗi khi thấy Kulu ở trên báo thì những ký ức ngày xưa lại chợt ùa về. Qua những biểu cảm của Kobe, Rebecca chắc chắn một điều rằng anh chàng này chính là fan hâm mộ của Luffy. Rốt cuộc thì Kobe cũng chẳng thể giấu giếm được ai cả. Cùng lúc đó, tại vương quốc Kamabaka thuộc hòn đảo Momoizo, sau khi mất đi trụ sở chính tại Bantigo, quân cách mạng đã quyết định di rời tới nơi này làm căn cứ mới. Ivankov không quá bất ngờ trước những gì mà Luffy đang làm, bởi vì dù gì cậu ta cũng có chung huyết thống với thủ lĩnh. Trong khi đó, Sabo vì quá vui trước tin tức mới của em trai mà cười đến nỗi chuột rút cả khuôn mặt. Các chỉ huy khác của quân cách mạng cũng đang trên đường tới đây, tuy nhiên họ đang gặp một chút rắc rối nên sẽ có mặt sau. Hội nghị Zivori năm nay sắp diễn ra, cuối cùng cũng tới lúc quân cách mạng hành động. Đây sẽ là lời tuyên chiến trực tiếp tới bè lũ Thiên Long Nhân tại thánh địa Majin Joy. Tại bến cảng vương quốc Lulusia, băng hải tặc Dâu Hồng đang đổ bộ lên đảo và tấn công các thường dân với mục đích cướp bóc của cải. Tên Dâu Hồng này là đàn em dưới trướng Dâu Đen nên cũng rất là bố láo, độc ác và tàn nhẫn. Người dân khẩn thiết van xin lũ người này hãy dừng tay lại. Đây chỉ là một thị trấn nghèo, số tiền vàng mà họ gom góp được là để cống nạp cho quốc vương và Thiên Long Nhân. Nếu như không đủ sẽ bị họ giết chết. Tuy nhiên Dâu Hồng chẳng thèm quan tâm, mặc sức tàn phá và cướp bóc. Lúc này, một Okama khổng lồ với phong cách ăn mặc quái dị bất ngờ chui lên từ dưới mặt đất. Một mình ông ta đã đẩy lui được toàn bộ lũ cướp biển đang hăng máu này. Không chỉ có Okama khổng lồ, mà còn có ba nhân vật máu mặt nữa từ từ xuất hiện. Bọn họ là các chỉ huy của quân cách mạng đến từ mọi miền tân thế giới. Đầu tiên là Morley tới từ phía Tây, Belobetti tới từ phía Đông, Limbert tới từ phía Nam và Karasu tới từ phía Bắc. Cô nàng Belobetti đã giơ cao lá cờ khởi nghĩa của quân cách mạng, khích lệ những người dân đang phải chịu sự bóc lột, áp bức đứng lên chiến đấu giành lại quyền tự do. Thông qua sức mạnh trái ác quỷ mà Belobetti sở hữu, tinh thần của các thường dân đã được đẩy lên cao trào. Dường như sức mạnh đang tràn đầy khắp cơ thể. Sau đó họ đồng loạt lao tới tấn công lũ người xấu xa ở trước mặt. Tư lệnh phía Nam Limbert sở hữu một khẩu súng có khả năng đóng băng kẻ địch, nên đã hỗ trợ người dân rất nhiệt tình. Trong khi đó, Karasu lại có khả năng biến bản thân thành những con quạ đen, rồi bay đi cướp vũ khí từ những tên hải tặc.
Nhờ vào đó mà bọn chúng nhanh chóng bị cư dân vương quốc Lulusia đánh bại. Kết thúc cuộc chiến, Belobetti đưa thông tin liên lạc của quân cách mạng cho người dân. Họ có thể gọi cho quân cách mạng bất cứ lúc nào nếu như phải chịu sự áp bức. Nói rồi bốn tư lệnh lặng lẽ rời đi. Đích đến của những con người này là Kamabaka để hội ngộ với các đồng đội. Chuyển cảnh sang Tân Marineford, trụ sở mới của lực lượng hải quân, được tọa lạc ngay cổng vào tân thế giới dưới sự lãnh đạo của thủy sư đô đốc Akainu. Hiện tại ông ta đang khá tức giận khi đô đốc Fujitoza lại có mặt tại thánh địa Marineford. Cũng bởi vì tại Dressrosa, hổ tím đã tha mạng cho Luffy và Law nên mới sinh ra cớ sự này. Con tàu của các vương quốc đang ồ ạt cập bến tại bến cảng. Ngay sau đó, sự xuất hiện của các quốc vương và nữ hoàng khiến cánh săn tin vô cùng đón chờ. Cuối cùng là sự có mặt của gia đình hoàng tộc quốc đảo Ziugu. Đây là lần thứ hai bọn họ tham dự hội nghị Zivori. Sự xinh đẹp của công chúa nhân ngư Shizahoshi làm ai nấy đều phải sao xuyến và há hốc mồm. Đây quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Người hộ tống hoàng tộc Neptune lần này là phó đô đốc nắm đấm gáp. Nhìn thấy con gái được hâm mộ như vậy nên vua Neptune rất là ngạc nhiên. Tại đây, anh hùng hải quân Gáp cũng đã gặp quốc vương của Wa. Hắn ta là Sở Teo Ly, em trai nuôi của Sabo. Do may mắn mà bất ngờ trở thành đức vua. Dẫu vậy, Gáp cũng chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cái tên đần độn này muốn nói gì thì nói. Sau đó, gia đình Neptune đã đi thang máy tại Cảng Đỏ để tiến tới thánh địa. Đây là lần đầu tiên Shizahoshi được thấy mặt trời, nên cô bé vô cùng cảm thán. Thật không ngờ khung cảnh trên mặt đất lại đẹp đến như vậy. Vì lẽ đó, Shizahoshi thực sự muốn sống ở đây để chiêm ngưỡng toàn bộ thế giới. Đây cũng chính là lý do mà bọn họ tham gia vào hội nghị Zivori. Bên trong thánh địa Marineford, đô đốc hổ tím và bò lục đang ngồi nói chuyện với nhau. Akainu đã ra lệnh cho bò lục tống cổ hổ tím ra khỏi chốn này. Nhưng vì cả hai khá là thân thiết nên ông ta không thể làm như thế. Như thường lệ, vị đô đốc hổ tím thực sự muốn xóa bỏ hệ thống thất vũ hải. Sau khi tận mắt chứng kiến những vũ khí mới mà Vegapunk tạo ra, thì ông lại càng thêm chắc chắn về quan điểm của mình. Song song với đó, quân cách mạng đã thực sự hành động. Nhiệm vụ lần này có sự tham gia của Morley, Linbert, Karasu và Sabo. Hiện tại, anh trai của Luffy hiện đang giả dạng làm lính canh để thâm nhập vào thánh địa. Cuối cùng thì gia đình nhà Neptune đã tới được Marineford, một nơi vô cùng hùng vĩ. Đáng lẽ có thể đi đường băng chuyền để tới thánh địa nhanh hơn, nhưng họ quyết định đi bộ để thưởng ngoạn. Quả thực băng chuyền này không hề chạy tự động mà hoàn toàn được làm bằng sức khỏe của các nô lệ. Viễn cảnh này thực sự quá tối tăm. Tại lâu đài của mình, Thánh Cha Lót đã nhìn thấy được Shizahoshi qua ống nhòm và rất muốn được sở hữu cô bé làm của riêng. Sau một hồi lâu thì quốc vương của các quốc gia đã tập hợp lại một chỗ. Thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Shizahoshi, ai cũng muốn cô bé làm vợ của con trai mình. Thế nhưng Shizahoshi một mực từ chối vì không tìm được ai đúng gu. Lúc này, công chúa Vivi và Rebecca đã gặp được nhau. Cả hai nói chuyện vô cùng thân mật bởi vì đều quen biết với anh lùi nhà ta. Nghe thấy vậy, Shizahoshi cũng muốn tham gia vào câu chuyện của họ. Không ngờ là tại đây lại có thể gặp được nhiều người quen của Luffy đến như thế. Năm nay, Don Sai cũng tham gia hội nghị với vai trò là thủ lĩnh hải quân Bát Bảo Hoa Quốc. Gặp lại Leo ở đây anh ta rất vui. Sau nhiệm vụ này thì Sai cũng quyết định cắt đứt mọi liên hệ với vương quốc của mình để trở thành cướp biển dưới trướng Luffy. Ngạc nhiên hơn là hội nghị này còn có sự tham gia của Apol, quốc vương của Black the Zoom. Lão ta từng là kẻ thù của nhóm mũ rơm tại quê nhà Chopper. Sau khi bị đuổi cổ khỏi The Zoom, may mắn thế nào mà Apol lại kiếm được bộn tiền và lập ra được vương quốc riêng. Quá ghét cái thái độ của tên này nên Danton và Dr. Kuzeha đã ra mặt. Giờ đây Danton đã là quốc vương của The Zoom nên không còn e rẻ Apol nữa. Chỉ cần hắn ta lệch chuẩn là ông sẽ bật mót bò rừng để khè luôn. Vì sợ quá nên Apol không dám hó hé nữa, vội chạy lẹ. Giống như Rebecca, Vivi và Shizahoshi, Danton cũng là một fan hâm mộ của Luffy. Vì vậy bọn họ nói chuyện rất ăn ý và rôm rả. Chuyển cảnh sang nhà ngục Impendao ở dưới biển sâu. Doflamingo đang bị biệt giam tại tầng thứ 6. Hắn ta đang cảm thấy rất cô đơn và không biết bao giờ đám sát thủ mà chính quyền phái tới sẽ ám sát mình. Lúc này, vị vua của thế giới Imsama đang cầm tờ lệnh truy nã của Luffy đi tới một căn phòng bí mật. Hiện ra trước mặt hắn ta là một cái mũ rơm khổng lồ không biết đã được cất giấu bao lâu nữa. Lúc này, quốc vương của Wa là Sở Teo Ly đã được dẫn tới chỗ ngai vàng không chủ để tuyên thệ. Hắn ta rất muốn được ngồi lên đó nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bên ngoài lâu đài, Thánh Cha Lót đã ra lệnh cho một nô lệ bắt giữ Shizahoshi lại. Các công chúa rất muốn giúp đỡ cô bé nhưng lại bị mọi người cản lại. Nếu động vào Thiên Long Nhân thì cả vương quốc của bọn họ sẽ bị hủy diệt.
Tên Charlotte này phấn khích tột độ khi nghĩ tới cảnh biến Shizahoshi thành thú cưng của mình. Không thể nhịn nổi khi chứng kiến cảnh tượng này nữa, Leo và Sai đồng loạt lao tới giải cứu Shizahoshi. Tuy nhiên, lũ điệp viên CP0 đã xuất hiện và ngăn cản ý định của bọn họ. Job Lucy cho rằng, Thiên Long Nhân là những vị chúa sáng tạo ra thế giới này nên muốn làm gì cũng được. Nghe những lời của tên cặn bã Lucy, Vivi tiến tới đôi co với hắn. Vua Neptune đã nổi trận lôi đình khi thấy con gái bị làm hại. Ông rất biết ơn lòng tốt của các công chúa. Sau tất cả những chuyện này, Neptune quyết định nghiền nát lũ khốn kiếp trước mặt và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây nữa. Bỗng nhiên, có một người đã xuất hiện và đập vỡ mặt của tên Charlotte xấu xa. Người đó chính là thánh em Jorgat, cũng là một thiên long nhân nhưng tốt bụng hơn Charlotte gấp ngàn lần. Vụ việc 10 năm về trước tại đảo Người Cá đã khiến người đàn ông này thay đổi. Em Jorgat hết sức xin lỗi vì để mọi chuyện thành ra nông nỗi này và hứa sẽ bảo về hoàng tộc Neptune tới cùng. Song song với đó, tại căn phòng quyền lực Pangea, một nhân vật vô cùng quen thuộc đã có mặt để nói chuyện cùng ngũ lão tinh. Đó chính là tứ hoàng xanh tóc đỏ. Ông chú tới đây là để bàn về một hải tặc nào đó. Vụ việc hồi nãy đã khiến đám đông bị giải tán. Công chúa Manserji đã sử dụng năng lực của mình chữa trị cho Shizahoshi. Cũng nhờ thánh em Jorgat mà vua Neptune đã không gây ra tội tày đình nên ông rất biết ơn. Em Jorgat nói rằng từ giờ sẽ theo sát công chúa Shizahoshi, nhất định không để kẻ nào làm hại tới cô bé nữa. Vì vậy nếu như sắp tới ai có ý đồ xấu gì với Shizahoshi, thì Leo và Sai sẽ được hành động thoải mái, thánh em Jorgat sẽ chịu mọi trách nhiệm. Phía bên ngoài cổng vào, Bonney đang giả dạng làm nữ hoàng Connie của vương quốc Sobet để thâm nhập vào nơi này. Tên Charlotte trong tình trạng bầm dập đang được hộ tống về nhà. Hắn rất cay cú em Jorgat nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Nghe tin này, thánh Jorgat buộc đã tới xem tình hình của con trai. Nhân cơ hội lính canh không để ý, Bonney nhanh chóng lẻn vào bên trong. Nhìn thấy Kuma bị biến thành nô lệ cho lũ long tinh mà không chút phản kháng nào, Bonney đã bật khóc trong sự giận dữ. Sabo cũng đã thấy cảnh tượng kinh khủng này, nên đã định cho bọn thiên long nhân kia một bài học. Tuy nhiên những người đồng đội đã kéo anh chàng xuống dưới lòng đất. Sabo cảm thấy điên tiết khi ngài Kuma lại phải rơi vào thảm cảnh này. Vì lẽ đó, anh nhất định sẽ giải cứu ông ấy ngay tại đây. Ngay sau đó, hội nghị Diverzy được diễn ra để cẩn trọng xem xét những vấn đề trên thế giới. Mặt khác, ngũ lão tinh lại đang tiến tới cung điện để diện kiến Im-sama. Hắn ta đang có mặt ở căn phòng hoa. Các tấm hình của Luffy, Zoden và Shizahoshi ở dưới đất thì chi chít vết dao đâm. Còn trên tay Im là tấm hình của công chúa Vivi. Kế đến, nhân vật thần bí này từ từ bước lên ngai vàng không chủ và ngồi trực tiếp vào đó. Nhìn thấy Im, năm lão già lập tức quỳ gối tỏ lòng kính trọng. Kế đến, ngũ lão tinh cầu xin Im-sama đưa ra một cái tên để thanh lọc khỏi thế giới này. Ngay khi hội nghị Diverzy vừa mới bắt đầu thì quân cách mạng đã hành động. Bốn tư lệnh quân cách mạng đã tấn công nhà của lũ thiên long nhân và đốt sạch kho lương khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy. Lũ người này không ngờ rằng có ngày bản thân lại trở thành mục tiêu bị nhắm tới nên khá cay cú, bực tức. Một trong số đó còn có ý định giết sạch toàn bộ cánh vệ sĩ vì dám để điều này xảy ra. Tên thiên long nhân này vẫn còn hống hách ngang ngược, sử dụng roi tấn công nô lệ vì ông ta di chuyển qua chậm chạp. Sau đó hắn rút súng ra để kết liễu con người yếu ớt trước mặt. Bỗng một con quạ đen bay tới cướp lấy khẩu súng của gã. Đó chính là tư lệnh phía Bắc, Kazasu. Ông ta triệu hồi một con quạ khác ra để dẫn đường cho nô lệ trốn thoát. Lũ vệ sĩ thấy vậy liên tục xả súng tấn công. Kazasu không tránh né kịp nên dính toàn bộ số đạn đó. Tuy nhiên người đàn ông này sở hữu năng lực của trái Logia nên có thể tái tạo và phân tách cơ thể. Tiếp đến Kazasu luồn ra phía sau địch sử dụng tuyệt chiêu hạ gục tất cả, trong tích tắc. Song song với đó, tư lệnh phía Nam, Lindbergh cũng đang lơ lửng trên không trung sử dụng khẩu súng tự chế giải cứu cho các nô lệ. Chiến trường bên cạnh hiện tại cũng đang khá hỗn loạn. Kazasu hóa thành quả bay tới hỗ trợ đồng đội, đồng thời giao nhiệm vụ giải cứu nô lệ cho Lindbergh. Đối thủ của ông chính là đô đốc Fujitoza Iso. Ngay lập tức, một đàn quạ được tạo ra bay tới tấn công vị hiệp sĩ mù. Mặt khác, tư lệnh phía Tây là người khổng lồ Morley, đang đối đầu với gã bò lục hợm hĩnh. Ông ấy sử dụng lợi thế xuất hiện bất ngờ, rồi xiên đinh ba vào tay của đối thủ. Tên bò lục thì liên tục chửi rủa, uy hiếp Morley phải khai ra kẻ chủ mưu đang ở chỗ nào. Chấn động của cuộc chiến khiến lũ long tinh say sẩm mặt mày ngã ra đất. Một trong số đó trách móc bò lục vì dám làm hắn bị thương. Gã người cây tức tối nhưng không dám phản kháng lại mà chỉ chửi thầm trong bụng. Trong tình thế này, đô đốc hổ tím muốn sử dụng năng lực để triệu hồi thiên thạch, và ai cũng cho đó là điều điên rồ. Các CP không đang đứng bên ngoài khoanh tay theo dõi. Họ nhận định rằng các thủ lĩnh quân cách mạng khá mạnh, nhưng nếu hai đô đốc không bị vướng thiên long nhân, thì họ có đủ sức để lật ngược thế cờ.
Kazasu liên lạc với Sabo để hỏi xem cậu ta đã tìm ra được chìa khóa mở còng cổ cho Kuma chưa. Anh chàng Viêm Đế hiện đang ở bên trong lâu đài và phát hiện ra cặp cha con Charlotte đang cưỡi theo ngài ấy. Chúng vẫn chưa có ý định từ bỏ công chúa Shizahoshi, dẫu bị đánh bầm dập như thế. Sabo cũng không thể nào tha thứ cho bọn này vì dám biến ngài Kuma trở thành nô lệ. Trong khi đó, Bonney vẫn đang hớt hải đi tìm kiếm cha của mình. Ở một căn phòng khác, báo thủ Lucy đang theo sát công chúa Vivi khiến cô nàng nổi giận. Ta thà nhờ ngài phó đô đốc gấp trợ giúp còn hơn. Cái gã biến thái kia nhất định vẫn đang còn lăm le tới Shizahoshi, nên Vivi rất muốn bảo vệ cô ấy. Mặt khác, vua Cốc Gia đang đi cùng Chaka và Peo tới căn phòng quyền lực diện kiến ngũ lão tinh. Tuy nhiên hai hộ vệ chỉ được phép chờ ở bên ngoài. Vua Cốc Gia nói họ hãy cứ yên tâm, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Trong lúc chờ đợi Chi Bằng tìm kiếm Vivi, ngăn con bé bày trò quậy phá thì hơn. Trong lâu đài Pangea, Sabo đã hạ gục lũ lính canh bằng lửa của mình. Bonney nhìn thấy vậy nên vội chạy ra bắt chuyện với anh chàng. Cô nàng biết cả hai đều có chung một mục tiêu nên muốn hợp tác chiến đấu. Họ nhanh chóng lấy được chìa khóa mở còng nô lệ và bỏ trốn. Sabo cũng từng nghe nói Kuma có một người con gái, nhưng không ngờ đó lại là siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất Bonney. Từ lâu cô nàng vẫn theo sát hành động của quân cách mạng nên khá tin tưởng Sabo. Lần này, Bonney muốn anh chàng đưa cha mình đến một nơi thật an toàn. Ngay sau đó con quạ đen bay tới và cầm lấy chùm chìa khóa. Sabo nói rằng các tư lệnh hãy cứu Kuma và đưa ông ấy về trụ sở càng nhanh càng tốt, còn bản thân sẽ ở lại để làm một việc khác. Sabo cũng thắc mắc Bonney sẽ làm gì tiếp theo và nhận được câu trả lời rằng cô sẽ tới Egghead tìm Vegapunk, bắt ông ta khôi phục trí nhớ cho cha mình. Cả hai suýt nữa thì bị bọn lính phát hiện, may mà kịp thời nhảy lên trên lánh nạn. Sabo cũng nghe lén được bọn lính đang buôn dưa lê về căn phòng ma ám trong lâu đài này. Hễ ai vào trong đó đều mất tích không một dấu vết. Sau đó, anh chàng chỉ cho Bonney đường tới Egghead, đồng thời không quên chúc cô nàng thượng lộ bình an. Cuối cùng thì vua Cốc Gia cũng đã gặp mặt được ngũ lão tinh để hỏi một số vấn đề. Như đã biết, chính quyền thế giới được thành lập 800 năm trước bởi liên minh 20 quốc gia. Các hoàng tộc của các quốc gia đó nhanh chóng di cư đến Majin Joy sinh sống, được nhắc đến với tước hiệu Long Tinh. 20 nhà vua đều được xem là bình đẳng với nhau, họ dựng lên một chiếc ngai trống, cắm vũ khí xung quanh để đảm bảo không ai ngồi lên đó, và trở thành kẻ độc tài của thế giới. Tuy nhiên, duy chỉ có vương quốc Alabasta là ngoại lệ. Nữ hoàng Nefertari đã quyết định không trở thành một thiên long nhân, mà tiếp tục quay trở về trị vì vương quốc. Chính vì vậy chỉ có 19 thanh kiếm được cắm xung quanh ngai trống. Vua Cốc Gia đã lục lại toàn bộ cổ văn của vương quốc, nhưng không một tài liệu nào nhắc tới tên của bà ấy dù chỉ một lần. Dường như nữ hoàng Lily chưa từng trở về Alabasta sau khi rời khỏi Majin Joy. Ngũ lão tinh giải thích rằng họ không có thông tin gì về chuyện này, dù sao cũng đã hơn 800 năm trôi qua rồi. Cuộc trò chuyện hai bên đều được truyền tới căn phòng của Imsama và nhân vật này cũng đang chú ý lắng nghe nó. Không nhận được câu trả lời thích đáng, vua Cốc Gia tiếp tục hỏi ngũ lão tinh ý chí của đi là gì. Điều này khiến năm ông già có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là nữ hoàng Lily đã để lại lời nhắn gì đó cho các thế hệ sau. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, công chúa Nhân Ngư đang bị trói lại bởi cự thất Vũ Hải Kuma. Tên Charlotte tỏ ra phấn khích khi cuối cùng cũng bắt được một tiên cá khổng lồ. Hắn muốn cưỡi Shizahoshi vào trong thị trấn. Nếu cô nàng phản kháng sẽ cho nếm mùi địa ngục. Shizahoshi ra sức kêu cứu nhưng không một ai dám đụng tới Long Tinh. Những tên muốn cầu hôn cô ban nãy đều hèn nhát bỏ chạy. Ngay khi biết em gái gặp nguy hiểm, ba người anh đã lao tới tính sống chết với đối phương và thề sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Tên Charlotte thấy vậy ra lệnh cho Kuma phản công lại. Một tia laser được bắn ra khiến cả quảng trường chấn động. Mặc dù cảm thông cho Kuma khi thành ra nông nỗi này, nhưng ba anh em Nhân Ngư không thể nương tay. Charlotte vẫn mạnh miệng chửi rủa mà không biết tai họa sắp ập đến. Ngay lúc này, Rebecca cùng những chiến binh tộc Tôn Tata đã có mặt. Sai cũng hùng hổ lao lên nhằm tấn công tên Long Tinh xấu xa. Anh chàng được ủng hộ nhiệt tình của thánh em Zogat nên không còn vướng bận gì nữa. Vị thiên long nhân tốt bụng đứng ra cản ba anh em Fukaboshi lại, vì không muốn họ gây ra chuyện lớn. Thấy ông ta bảo vệ cho người cá, Charlotte nổi điên ra lệnh cho Kuma tấn công. Em Zogat yêu cầu Fukaboshi hãy cứ để mọi việc cho Sai và Leo xử lý, bởi họ vốn là hải tặc nên có thể dễ dàng bỏ trốn, phạm pháp vốn là nghề của cướp biển mà. Hai thành viên hạm đội mũ rơm chẳng còn quan tâm tới kẻ trước mặt là ai, dồn hết sức vào bàn chân của mình. Cuối cùng tung ra đòn nhất kích tất sát uy lực gõ cho tên Charlotte bẩn bựa lõm đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều hoảng hốt, không ngờ họ lại dám ám sát một long tinh. Kuma vẫn không dừng lại mà tính bắn tia laser phản công Sai và Leo.
Tuy nhiên, Morley đã trồi từ dưới mặt đất lên khống chế ông ấy lại. Ngài không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai nữa, ta cùng nhau trở về nhà nào. Kazasu cũng kịp thời bay tới ném chìa khóa cho Morley. Nhờ đó mà kế hoạch giải cứu Kuma đã thành công mỹ mãn. Trở lại bên trong lâu đài, Im-sama đang từ từ bước đến chỗ ngai vàng bỏ trống. Sự xuất hiện của người này khiến ngũ lão tinh và vua cốp ra rất bất ngờ. Im-mu thoát ra từ Lily rồi lặng lẽ ngồi vào ngai vàng bỏ trống đó. Vua cốp ra không hiểu tại sao lại có người dám ngồi lên ngai vàng bỏ trống. Không một cá nhân nào được phép làm khuynh đảo thế giới này. Im nói sẽ trả lời hai vấn đề được đặt ra, đổi lại vua cốp ra chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất. Vị quân vương thắc mắc Im rốt cuộc là ai? Trước đây ông từng nghe tới cái tên này, đó chính là một trong 20 người đã sáng lập ra chính quyền thế giới. Im từ chối trả lời câu hỏi của vua cốp ra. Tuy nhiên câu hỏi trước đó thì lại khác. Những người mang ký tự đi là kẻ thù xa xưa của bọn ta. Mặc dù cái tên ấy dạo gần đây đang xuất hiện trở lại nhưng cũng chẳng ra làm sao. Chúng thậm chí còn không hiểu nổi ý nghĩa cái tên của mình. 800 năm trước, nữ hoàng Lily đã mắc phải một sai lầm chết chóc. Nếu không có sai lầm đó, thì sẽ chẳng bao giờ đám hải tặc phải đi tìm các tấm hồng phiến để chiếm đoạt kho báu. Cũng vì Lily mà các phiến đã cổ đã giải rác khắp nơi trên thế giới. Việc những phiến Pony Glyph bị giải mã sẽ đem lại hệ quả khó lường cho Im và chính quyền thế giới. Chính vì vậy bất cứ ai có liên quan đều sẽ bị thủ tiêu. Bỗng, ngũ lão tinh rút súng ra và chĩa vào người vua cốp ra. Im ra lệnh cho ông phải lập tức tiết lộ những gì viết trong bức mật thư mà nữ hoàng Nefertari để lại. Vua cốp ra nhận ra bản thân đã rơi vào hang cọp, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng mà thôi. Ông hỏi rằng liệu mình có thể rời khỏi đây nếu nói ra sự thật hay không? Một ngũ lão tinh khẳng định điều đó là không thể. Ngay từ khi vua Alabasta diện kiến Im-sama, thì số phận đã được định đoạt rồi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chúng sẽ không để bất kỳ ai biết được điều đại kỵ nhất trên thế giới đã bị xâm phạm. Trong khi đó, Sabo đang đứng nghe lén ở bên ngoài và cảm thấy không khí có phần chết chóc. Vua cốp ra tiết lộ sự thật bên trong bức thư, tên đầy đủ của nữ hoàng Alabasta chính là Nefertari. Ngay lập tức, một mũi tên màu đen được bắn ra đâm xuyên qua người vị quân vương. Thấy vậy, Sabo liều mạng ập vào bên trong. Tiếp đến anh chàng tung ra đòn hỏa quyền nhắm vào ngũ lão tinh. Ngọn lửa sau đó phóng tới chỗ của Im-sama nhưng dễ dàng bị vô hiệu hóa. Đối phương bỗng biến thành những con quái thú không rõ hình dạng. Sabo tỏ ra bất ngờ khi có một địa ngục nằm ngay trên đỉnh của thế giới. Sên giám sát đã chụp được ảnh của Sabo đứng ngay cạnh vua cốp ra, chính vì vậy mới có tin đồn anh chàng đã ám sát ông ấy. Vị quân vương nhận ra Sabo chính là anh trai của Luffy, nhưng không hiểu sao quân cách mạng lại cứu mình. Sabo đáp trả bản thân chỉ nhắm tới những kẻ ở trên đỉnh, đồng thời tỏ ra vui mừng vì em trai đã từng giúp đỡ vương quốc sa mạc. Im-sama cùng ngũ lão tinh ồ ạt tấn công, nên Sabo nhanh tay vác vua cốp ra bỏ trốn. Ông ta nói rằng mình khó mà sống sót được nên hy vọng Sabo truyền thông điệp này đến Vivi và Luffy. Chúng ta đều mang chung biệt danh đi. Cuối cùng thì vị quân vương cũng hiểu ra con đường Alabasta phải đi theo. Sabo sững người khi nghe những lời đó. Hồi bé, cậu cũng thắc mắc ký tự đi trong tên của Luffy và A là gì. Họ cũng không rõ điều đó. Nếu Sabo thích thì từ giờ cả hai sẽ gọi cậu là Sadibo. Ngay lúc này, mũi tên của Im đã xuyên qua người của Sabo và vua cốp ra. Anh chàng hộc máu mồm ngã gục ra đất, trong lúc đó buộc phải buông ông già ra. Vua cốp ra cố gắng vực dậy cản đường con quái thú, trước mặt giúp Sabo có thể trốn khỏi địa ngục này. Sabo kêu gào trong sự bất lực, sau đó thì vua cốp ra đã ngã xuống. Im đã phát hiện ra một người khác cũng đang có mặt ở đây. Thì ra Wapol đã theo dõi toàn bộ sự việc thông qua cái lỗ nhỏ. Lão ta hoảng hốt, sợ sệt khi vua cốp ra đã bỏ mạng. Mặc dù từ trước tới nay không ưa gì nhau nhưng điều này quả thực quá kinh khủng. Wapol lập tức bỏ chạy thật nhanh, nếu không nhất định sẽ bị chính quyền xử lý. Trong phòng họp của hội nghị GYG, các vị vua đang bàn tán xôn xao về sự vắng mặt của vua cốp gia và vua Wapol. Họ cũng đã nhận được tin hai người đó sẽ không tham gia nữa, nên vẫn tiếp tục cuộc họp. Hội nghị cũng đang dần đi tới hồi kết. Anh em nhân ngư Fukaboshi muốn ra bên ngoài cảng trước, để tránh tên thiên long nhân kia lại giở trò. Shizahoshi muốn tạm biệt Vivi nhưng lại chẳng thấy cô ấy ở đâu. Thì ra Vivi hiện tại đang bị khống chế và canh chừng nghiêm ngặt bởi lũ CP0. Toàn bộ các thành viên của CP9 trước đó như Zabuza, Khalifa, Blueno, Kumadori và Fukuro bây giờ đều là thành viên của tổ chức số 0 này. Mặc dù đang bị trói nhưng cô nàng vẫn lo lắng cho Shizahoshi. Chỉ khi biết tiểu nhân ngư vẫn bình an vô sự thì Vivi mới an tâm. Trong khi đó, Sai và Leo sau khi tấn công Thánh Chalot đã tuyên bố bản thân là thuộc hạ của hải tặc Luffy mũ rơm khiến ai cũng phải sửng sốt. Mặt khác,
Đô đốc Hổ Tím có vẻ như đang giúp đỡ quân cách mạng giải thoát cho các nô lệ. Điều này làm Bò Lục tức tối và sau đó cả hai đã lao vào đấu đá nhau. Vivi lo lắng không biết số phận của bản thân sẽ ra sao nữa. Bỗng nhiên, có một tiếng động lạ phát ra, đó là âm thanh mà Wapol phát ra khi đang cố gắng gặm nhấm các bức tường để trốn chạy. Nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, Vivi đã bám lấy ông ta. Bọn Cypherpol chưa kịp nhận ra chuyện gì, khi quay lại đã thấy mục tiêu canh chừng đã biến mất. Vivi hỏi Wapol, ông đang chạy đi đâu vậy? Ta sẽ đi xa hết mức có thể, thậm chí là nơi cùng trời cuối đất luôn cũng được. Điều này quá đúng ý của Vivi nên cô quyết định đi theo luôn. Hội nghị GYG chính thức đi tới hồi kết, với việc sự thật cái chết của vua Cobra đã bị che đậy. Iga ra bật khóc cầm tấm ảnh công chúa Vivi, hỏi thăm xung quanh xem có ai thấy cô hay không. Chaka và Peo tức giận vì lũ lính canh không cho họ gặp quốc vương của mình. Các nhà vua tham gia hội nghị cũng dần lên tàu trở về quê hương. Trong khi đó, Vivi và Wapol đã tạm trốn vào thuyền của vương quốc Azit nhằm rời khỏi thánh địa. Họ liên lạc với liều báo Morgan để cầu xin sự giúp đỡ. Nhận thấy có tin sốt dẻo, Morgan lập tức đồng ý ngay. Vivi không hiểu vì sao Wapol lại sợ hãi đến thế. Ông ta nhất quyết không trả lời và muốn Vivi là người biết cuối cùng. Cô nàng muốn mượn xin truyền tin để liên lạc với cha nhưng Wapol từ chối thẳng thừng. Ngoài ra, đám CP không cũng đang giáo giết truy lùng Sabo và Vivi. Bonney hiện đang ở trên tàu của vương quốc Tazine. Trong khi đó, Sabo đã trọng thương và nằm liệt dưới đáy tàu vương quốc Lulucia. Anh chàng cảm thấy rất đau đớn nhưng nhất định không bỏ mạng chốn này, vì còn phải hoàn thành sứ mệnh mà vua Cobra giao phó. Chẳng bao lâu sau, tin tức động trời đã được đưa lên báo, quốc vương Alabasta bị ám sát, công chúa Vivi mất tích tại thánh địa. Sau hội nghị GYG, các quốc gia trên toàn thế giới liên tục nổi loạn, điều này khiến phe hải quân hết sức đau đầu. Ngoài ra việc xóa bỏ hệ thống thất vũ hải cũng khiến cả thế giới trở nên hỗn loạn. Các xe gia phim được cử đi khắp nơi để tham chiến. Mặt khác, vào ngày hôm nay tại thánh địa Mazinzoi, một thiên long nhân đã bị hành quyết, mặc dù vậy chuyện này đã không được công bố ra thế giới. Kẻ đã đưa ra phán quyết này là cựu vương của vùng đất mang tên thung lũng chúa God Valley. Ông ta chính là thủ lĩnh tối cao của thánh hiệp sĩ, ngài Figalan Galing. Người bị hành quyết chính là người đã đấu tranh cho tộc người cá. Thánh Đôn Quy Sốt Em Zogat. Kẻ bảo vệ cho rác rưởi còn thấp kém hơn cả rác rưởi. Video review hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo nhé. Bye bye.